Phần 1 ở Mì Cay cấp độ 3 đó chính là dành cho những reviewer beginner. Ngay sau đây chúng ta sẽ đến với hạng phân khúc là standard, hơi senior một chút. Nhưng tôi sẽ can thiệp vào những lúc mà họ chưa hay cho lắm. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với cấp độ số 5 của mì cay Sashin. Cấp độ số 5 này em chọn là chính là mì kim chi cá. Nào, giới thiệu các element đi ạ, tiếp tục ạ. Vâng, tiếp tục ạ, ở đây là một cái bát mì kim chi cá. Cho nên chắc chắn ở bên trong nó sẽ có kim chi và có cá. Bên ngoài ra có cả xúc xích. Xúc xích là gì? Xúc xích ạ. Cái thằng này. Ở phần này chúng tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn, đó chính là hai thí sinh này mới ở mức standard. Mọi thông tin đưa vào nó vẫn còn đang chưa được rõ nét. Bây giờ tôi sẽ bút thêm những cái yếu tố rõ nét vào bên trong này. Chúng ta cần phải so sánh miếng cá cụ thể là cá gì. Rồi thì màu đỏ thì cái sắc độ đỏ nó phải như thế nào. Rồi thì sau đây tôi sẽ thử nước để xem là cấp độ cay hơn nó ra làm sao. Cá, cá. Bây giờ chúng tôi sẽ so sánh miếng cá này. Dạ đây là miếng cá, tôi nhìn thì cá không phải màu xanh nhỉ? Chị sẽ nói màu xanh hay không không quan trọng. Anh Đức sẽ ăn miếng này cho các bạn thấy nó rất an toàn. Màu xanh hay không không quan trọng. Anh Đức sẽ ăn miếng này để cho các bạn thấy mì cay Sashin là một hãng nổi tiếng. Ngon lắm. Cá nó không hề dai tí nào luôn. Ăn nó tan vào trong miệng. Cá bình thường nó phải hơi dai dai một tí đúng không? Cá này ăn vào mình không cần bước đâu ấy. Mình chỉ cần dùng lưỡi thôi. Dùng lưỡi thôi. Đánh một vòng là nó tự tan, tự nát, tự mỡ ra thì tấm lòng hả? Chị quay sang bảo thế thì trả miếng cá của tôi đây ạ. Thế thì trả miếng cá của tôi đây ạ. Được, để anh bón cho em miếng sau nhé. Được, để anh bón cho em miếng. Ê, nói câu này tự dưng nó tắt lên. Cá nó nghẹn được phòng. Chuyên nghiệp, chuyên nghiệp, chuyên nghiệp ạ, chuyên nghiệp ạ, chuyên nghiệp ạ. Được, để anh bón cho em. Cá chị há mồm ra một góc 360 độ. 360 độ nào? Là chữ ho luôn. Mồm đâu nào? Cảm nhận nhá. Nhai nó như kiểu là nhai cá rô đồng ấy. Good, đấy, nó phải trực quan thế. Đây này, nó bớt chua đi nhá. Nó cay hơn, cái mùi hăng vỡ nó nhiều hơn. Tôi cần phải thử thêm miếng nữa, chị nói. Tôi cần phải thử thêm miếng nữa. Chị nói cay này mới là cay bình thường. Cay này mới chỉ là cay bình thường thôi. Còn thật ra nó cũng cay là... Anh Đức không thể chờ đợi nữa. Múc 2-3 thìa đưa vào bát và uống. Ui, cay gì, cái này cay bình thường. Cái vị cay của nó sẽ là thiên về cái vị ớt luôn, ớt kiểu cái vị hăng đúng kiểu ớt tươi. Còn cái vị chua là nó ít hơn cái cấp 3 rất nhiều. À, nó là ớt các bạn được xay nhuyễn ra sau đó bỏ vào đây cho nên là cái hương ớt nó nổi lên rất là rõ luôn. Nó át hết cả vị mì, không còn mùi cá luôn đấy. Mì này, xúc xích này. Nhìn là phải có tình yêu đối với đồ ăn nhá. Ôi, xúc xích. Ôi. Đúng. Cái ở mũi ấy, chuẩn bị lên premium rồi đấy. Ôi. Nó sẽ cay nhưng nó cay khiến cho các bạn thích ăn luôn. Đúng cay rồi, đúng không? Nó sẽ là cái kiểu cay mà khiến bạn muốn ăn thêm miếng nữa mà anh Đức ạ. Anh Đức nhiệt tình hào hứng bảo chị không cần phải thách đố, tôi sẽ cho tất cả vào bát của mình. Chị không cần phải thách đố, xem luôn này. Sau đó chị Chi bảo anh để cho tôi với và chị Chi cùng thi gắp. Anh để cho tôi với ạ, bỏ ra anh. Cái nước là một cái element quan trọng mà đừng quên nước ạ. Cái nước là cái phải rất là quan trọng. Đây chị hãy xem tôi lấy nước đây này. Sau đó anh Đức dừng tay lại. À, còn tôi nữa chứ. Anh không khác ở đâu anh đây. À, còn tôi nữa chứ. Đổ hết cái số còn lại trong bát của mình vào bên trong bát to. Và cầm cả bát to ăn. Thời gian có hạn anh Đức ơi. Chị xem đây này. Cái này là của tôi. Ăn nào, cả hai cùng thi ăn. Wow. Chị đang cảm thấy thế nào, hãy nói rõ ạ. Cay quá. Thay vì nó cay quá mà cay sung sướng quá. Cay sung sướng quá. Ui cái độ cay này nó phải Tuyệt vời. Tuyệt vời. Amazing good job. Anh Đức là ui thế ư. Thế ư. Để tôi uống cho chị xem này. Để tôi uống cho chị xem này. Không cay thế hơi giả, ăn nữa đúng đi rồi, ạ. Đúng rồi em cũng thế. Các bạn, cái này nó tăng thêm độ cay bởi vì là ngoài cái vị cay của ớt xay, nó còn có cái vỏ ớt mà chưa được xay nhuyễn ấy, nó cho vào đấy nữa nên thành ra là mình sẽ cắn cả vào cái vỏ ớt đấy luôn. Bạn nào phải bây ăn giờ thể hiện tốt. Độ ngon là phải cầm cả bát lên uống. Ngon, quá ngon rồi. Đó, này. Dù là có đạo diễn hay không thì chúng tôi chỉ trau chuốt lời nói, chứ chúng tôi không trau chuốt về ý tưởng, chúng tôi không bài chữ ở mồm. Cay là cay thật, ngon là ngon thật. Đây, cái hành vi đấy là hơi negative. Chúng ta cần phải No. Good.
gương mặt hạnh phúc lên ạ, mắt mở to ra. Khó quá, cái này không làm được. Phải làm, và ngành giải trí là phải làm, cười. Anh Đức cũng thế. Sau đó thì trong lúc anh Đức ăn một cách ngấu nghiến thì bây giờ chị Chi sẽ bảo chúng ta sẽ đến với mì cay cấp độ 7 ngay sau ít phút quảng cáo. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với mì cay cấp độ 7 sau ít phút quảng cáo. Mẹ quay lại đi, ngồi thẳng lưng dậy. Thằng này, cái thằng không có người yêu rồi. Nên giờ này anh quá, bây giờ mình cay thật thế này. Đúng, nổi cháy lên. Cay hộ hỏa ấy. Nào, ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với cấp độ 7 sau ít phút quảng cáo. Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với cấp độ 7 sau ít phút quảng cáo. Nào, 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 anh Đức ạ, à, ngầu nghiến đâu ạ, à? Ngầu nghiến đâu ạ, à? Làm lại ạ. À. Anh làm sao nhỉ, anh cứ để cho bạn riêng của mình phải nói lại nhiều lần thế nhỉ. Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với mì cay cấp độ số 7 sau ít phút quảng cáo. Cấp độ 7, số 7, chữ số ở đâu trong kịch bản ra? Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với mì cay. Ngầu nghiến đâu, ngầu nghiến. Giời ơi là giời ơi. Có làm được không? Mày có làm được không? Mày phải làm được em không? Anh xòe hết vỏ rồi. Áo vàng ngấu nghiến, áo đen là dứt khoát mạch lạc ạ. Bắt đầu. Và sau đây chúng ta sẽ cùng đến. Chưa ngấu nghiến ạ. Ngấu nghiến đi anh. Uống nước đi ạ. Và sau đây chúng ta sẽ cùng đến với mì cay cấp 7 sau ít phút quảng cáo. Đúng vậy. Rất tốt. À, cảm ơn anh em nhá. Nghỉ ngơi tầm độ khoảng 1 giây, 2 giây để chúng ta cùng sang mì cấp 7. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với cấp độ số 5 của mì cay Sashin. Cấp độ số 5 này em chọn là chính là mì kim chi cá. Vâng, tiếp tục ạ, ở đây là một cái bát mì kim chi cá, cho nên chắc chắn là ở bên trong nó sẽ có kim chi và có cá. Bên ngoài ra có cả chúc chích. Bây giờ chúng tôi sẽ so sánh miếng cá này. Dạ, đây là miếng cá, tôi nhìn sao lại con cá không phải màu xanh nhỉ? Màu xanh hay không quan trọng. Anh Đức sẽ ăn miếng này để cho các bạn thấy mì cay Sashin là một hãng nổi tiếng. Ngon lắm. Cá nó không hề dài tí nào luôn. Ăn nó tan vào trong miệng. Cá bình thường nó phải hơi dai dai một tí, nhưng cá này ăn vào mình không cần nuốt được đấy. Mình chỉ cần dùng lưỡi thôi. Dùng lưỡi thôi. Đánh một vòng là nó tự tan, tự nát, tự vỡ ra như tấm lòng hở. Thế thì trả miếng cá của tôi đây ạ. Được, để anh món cho em. Mồm đâu nè. Nhai nó như kiểu là nhai cá rô đồng ấy. Ê, này nó rất chua đấy nha. Nhưng mà nó cay hơn, cái mùi hăng vỡ nó nhiều hơn. Tôi cần phải thử thêm miếng nữa. Cay này mới chỉ là cay bình thường thôi. Còn thật ra nó cay là... Ui, cay gì? Cái này cay bình thường. Cái vị cay của nó sẽ là thiên về cái vị ớt luôn. Ớt kiểu, cái vị hăng đúng kiểu ớt tươi. Còn cái vị chua là nó ít hơn cái cấp 3 rất nhiều. À, nó là ớt các bạn được xay nhuyễn ra sau đó bỏ vào đây, cho nên là cái hương ớt nó nổi lên rất là rõ luôn, nó át hết cả vị mì, không còn mùi cá luôn đấy. Mì này nó sẽ cay nhưng nó cay khiến cho các bạn thích ăn luôn. Đúng cay rồi, đúng không? Nó sẽ là cái kiểu cay mà khiến bạn muốn ăn thêm miếng nữa, mấy nước ạ. Chị không cần phải đánh đố, xem tôi này. Anh để cho tôi với ạ, bỏ ra đây. Cái nước là cái này phải rất là quan trọng đây, chị hãy xem tôi lấy nước đây này. À, còn tôi nữa chứ. Chị xem đây này, cái này là của tôi. Wow. Cay quá, cay sung sướng quá. Ui, cái độ cay này nó phải tuyệt vời, amazing quá chóc. Thế để tôi nói lên ra này. Bà, cái này nó tăng thêm độ cay bởi vì là ngoài cái vị cay của ớt xay, nó còn có cái vỏ ớt mà chưa được xay nhuyễn ấy, nó cho vào đấy nữa nên thành ra là mình cắn, mình sẽ cắn cả vào cái vỏ ớt đấy luôn. Ngon. Quá ngon rồi. No. Và sau đây chúng ta sẽ cùng đến với mì cay cấp 7 sau ít phút quảng cáo. Lần này tôi sẽ cho các bạn biết thế nào gọi là review đỉnh cao. Các thí sinh sẽ phải búp 200% diễn xuất lên. Tuy vẫn là cảm xúc thật, nhưng diễn xuất này đã lên một tầm cao mới. Áo lắm. Đấy, thằng Hoàng này ngồi bên cạnh mày, nó không tập trung ra làm việc được. Cái nguồn năng lượng cô đơn nó quá lớn. Ngay sau đây sẽ là đến với mì cay 7 cấp độ. Tôi sẽ chỉ can thiệp vào những lúc mà diễn viên là diễn xuất không theo như ý mình. Xin mời. Bây giờ là mình sẽ phải ngửi cái bát mì này sao cho nó TVC nhất có thể. Chưa được. Các thớ cơ trên gương mặt phải co rúm vào vì hạnh phúc. À, hạnh phúc là người ta phải co rúm lại hả anh? Đúng. Wow.
mười mồi thôi mà anh đã muốn ăn hết cả bát này rồi. Không, cái này là của em, chị nói. Không, cái này là của em. Mình điên rồi, phải review hai đứa để cùng ăn. Mình không ăn hết những cái này đâu. Mình chọn sốc, cô anh Đức bảo thôi được, nhờ mày ăn hết. Thôi được, đấy, mày ăn hết đi. Và bây giờ chị Chi sẽ ăn hết. Không. Nhưng chị Chi bảo là thôi em nhường anh. Em nhường anh, kính lão đắc tỏ. Anh Đức bảo chúng ta cùng chia ngọt sẻ bùi nhé em gái. Chúng ta cùng chia ngọt sẻ bùi nhé. Không. Đấy, lại hỏng sót quay rồi. Mày lúc nào cũng làm hỏng. Thảo nào đấy, người ta lên được cái chức giáo sư. Còn mày chân bao giờ đến chạm đất được hả chị? Bây giờ chúng ta sẽ cùng thử nước. Bắt đầu, nào, nào. Cái màu lần này là đỏ hơn rất nhiều rồi đấy. Cắt, làm lại. Từ đỏ là từ không phù hợp. Nồng cháy. Ui, cái màu nó có nồng cháy, đỏ rực. À này, bùi nó, à cái Red. Cái colo của nó đỏ rất đấy. Colo là cái gì? Color. Ui, cái red của lát này nó đỏ quá, nó nồng cháy quá. Ừ, cái color này nó đỏ, nó red thật đấy. Tôi không thể chờ đợi được nữa. Anh không thể chờ đợi được lần này. Nhăn nhưng nhúng khơi trên gương mặt của mình. Wow. Cay. Chị Chi cũng thế nhá. Wow. Body language. Sướng quá. Thêm miếng nữa. Nó là sự tổng hòa hoàn mỹ giữa ngũ vị trên đời này. Nhưng mà cái này nó mỡ hơn hai cái kia. Cắt. Mỡ hơn là không được rồi. Nó giàu chất béo hơn. Cái mì này nó giàu chất béo hơn hai cái loại kia. Ngay sau đây thì cả hai sẽ cùng giới thiệu các element trong bát mì. Nào, review nhanh chóng gọn gàng, xúc tích ạ. Bò mì này, ở trong này có bò mì này. Bò mì luôn á? Ui. Miếng gì đây? Miếng xúc xích. Đấy, thấy chưa? Còn đây là cái gì? Cái này lạc quá. Rau này là rau gì? Rau này là súp lơ. Lạc quá, em trước đấy bao giờ. Quá ngon luôn. Còn... Điêu, nhà Việt Nam lạ quá chưa đến bao giờ. Lại. Có cả mờ, có cả xúc xích, có cả bạch tuộc. Lại còn có cả rau luôn này. Đạm biếc rồi, rau cỏ là đầy đủ luôn. Ui, con tôm này, tôm. Con tôm to lắm luôn, con tôm này phải tôm từ đại dương luôn đấy. Đấy lại rồi, ui, con tôm to chưa. Ui, nó to quá, Ui, còn miếng cá này. Cá này là cá gì? Cá này đến từ đại dương. Làm ý rồi, quay lại ạ. Đi diễn có 200.000 thôi mà bác không qua à? Có quay lại không ạ? Không thì không nhận cắt dê ạ. Quay ạ. Nốt lần này nha, sau còn ăn mì nhá. Ăn cay lên mình và ăn mì nhá. Đồ này là... Ui, thịt bò này, thịt bò ngon chưa kìa. Ui, con tôm dậy lên này. Ui, nó dậy. Ui, nó dậy kinh quá. Và đây là một miếng rau. Chí, reaction của mày đâu? Con này 20 phút rồi chưa quay xong con tôm này. Hai mình trực tiếp đến phần ăn mì được. Thôi rồi, đến phần ăn mì tao mệt quá. Ui. Wow. Cái bát này thông minh nó nhiều hơn hẳn luôn ấy. Gắp mãi không được mì này. Chị gắp mì sang cho anh Đức ạ. Để em gắp cho anh ít xúc xích. Ăn cái này là bổ lắm đấy. Xúc xích Đức mặt. Anh giờ tao biết xúc xích Đức ngắn vậy. Đúng cảm ơn là, chị. Bình thường là xúc xích bình thường nó sẽ tầm này, nhưng mà nếu mà mấy gói xúc xích Đức sẽ kiểu ở siêu thị là nó cũng nhỏ. Nó cay nồng cháy quá. Nó cay nồng cháy quá, ăn miếng ớt nữa. Chúc anh Đức không được cay lắm, anh Đức cần phải ăn thêm ạ. Cay này nó là cay gì đâu, cay này là cay ngon. Cay này gọi là cay năm hoàng. Cái này phải là cây hoàng em ạ. Tôi không thể chờ được nữa để ăn cả chú tôm này. Tôi không thể chờ được nữa để ăn cả chú tôm này. Khoạc. Dừng tay lại. Anh Đức nói hãy để cho tôi. Được. Khoạc. Nào. Không có dừng tay ạ. Không có. Ngon quá ư, chị nói. Ngon quá ư. Em phải ăn mới được. Đưa một miếng lên và húp thật to. Chưa to ạ. Cần quay lại đấy ạ. Thì chị, anh Đức sẽ phải ăn lại miếng tôm đấy ạ. Nhai thật là hạnh phúc ạ. Chi là phải ăn như thế này là phải ăn có cả nước thì nó mới chuẩn vị của mình nhá. Chi bụng nói à? Em muốn chia sẻ niềm vui này với anh Đức nên em sẽ múc cho anh Đức. Em muốn chia sẻ niềm vui này với anh Bùi Bay Đức còn nhiều lắm.
Anh Đức bảo là đợi anh ăn hết bát đấy đã, sau đó hãy múc cho anh bát mới. Anh Đức đưa lên mồm và anh em mình ăn thi nào. Và cả hai cùng vàng. Anh Đức sẽ vả hết bát này. Nó cay đầu thai. So sánh với hai loại mì kia. So sánh hai loại mì kia chắc chắn là nó cay hơn rồi. À, cái độ hắc của nó nhiều hơn hẳn. Nó nhiều độ hắc lắm nhưng mà nó lại ngọt hơn cái mì của cấp 5. Anh Đức nói tôi là người hảo ngọt. Tôi là người hảo ngọt nên tôi thích nó. Nên tôi sẽ uống ngay cái bát nước của mình. Nên tôi like nó. Và tôi sẽ uống hết cái bát này ngay bây giờ. Nào bắt đầu. Ồ bát còn nè chi, anh Đức nói. Ồ bát còn nè chi. Hết rồi, bát em hết rồi. Nhưng bát to còn. Chị Chi nói anh không cần phải nhắc. Tôi sẽ lấy hết số này ngay bây giờ. Tôi sẽ lấy hết số này ngay bây giờ. Anh Đức nói, dừng tay lại. Dừng tay lại. Anh Đức kéo chiếc bát lại gần phía mình và tự ăn hết. Em buồn lắm, hãy cho em miếng. Em buồn lắm. Buồn đi làm sao? Chia cho em một ít thôi. Được. Anh đồng ý. Cắp hộ cho anh Đức đi ạ. Ok ạ. Ủa, nhìn cái nước nó đỏ ghê nhỉ. Anh Đức quay sang nói, ăn thi không? Ăn thi không? Không. Quay lại nha. À, ăn thi không? Thi. Thi. Uống một miếng nước. Uống miếng nước. Má ơi. Nhận xét công bằng thì nó là như nào? Về cơ bản cái độ ngon của cái mì sashimi này nó có một cái đặc điểm chung thì chính là nó luôn luôn có một tí bị ngọt ngọt ấy. Không biết là ngọt do rau củ hay là ngọt có cái gì nhưng mà ăn cái sợi mì nó ngọt lắm. So với các loại cay gì mì cay trước đây thì nó như nào? So với các loại mì cay trước đây thì nó nhiều hơn, nó rất nhiều ấy. Bao tiền ạ? 85 nghìn. Cái gì? 85 nghìn một bát mì. Anh phải, đây ở trong toàn là hải sản, rồi cá, rồi tôm, rồi thịt, rồi các thứ tiền thương hiệu Việt Nam. Một con tôm, hai lát xúc xích, 85 nghìn. 85 nghìn bát mì. Wow. Vẫn còn mì cay còn lại ở hai cái bát nữa kìa. Chị Chi. Hay là thôi không lấy 200 nữa. Ba bát mì 230 mình lấy 200 mình lấy 50 không. Mì sao xin mẹ cho một cái đất tuyệt vời. Ủa là trong tập đoàn tiên phong mì cay tại Việt Nam. Tiên phong trong nghiên cứu mì cay ạ. Thế là còn nước đây ạ. Cái sau này, đó anh Hoàng đi vào và uống thử. Anh đi lên ạ, đi lên ạ, thời gian có hạn ạ. Nhìn đi. Tao tự dừng lấy sốt quầy để nó vui nhang rồi. Ôi em không thể nào chịu được khi mà thấy anh chị ăn ngon quá. Xin mời Hoàng nói. Ôi anh chị ăn ngon quá, em không chịu được. Em phải uống đây. Uống 10 này, 10, 10, 10. Đây là mì cay mức độ 5. Uống thử không nào. Anh Đức là biểu cảm là không tới rồi ạ. À. Diễn lại sau đấy ạ. À. Anh Đức hỏi, nó cay như thế nào em? Nó cay như thế nào em? Hoàng trả lời, nó cay như chuyện tình của em vậy. Được, Hoàng trả lời, nó cay như cách người yêu cũ chia tay em vậy. Cay như cuộc tình của em ạ. Và cuối cùng anh Đức uống hết bát mì trong sự hân hoan phấn khởi của giới trẻ. Uống đi ạ, uống đi ạ, uống đi ạ. Nào, camera đang bắt cảnh sát. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi số lần này. Và các bạn đã biết là chúng tôi có tâm có tầm như thế nào trong từng tác phẩm của mình. Và hai thí sinh hãy cho cảm nhận đi ạ. Để cảm nhận được cái hương vị của nó, bạn nào mà thích ăn cay kiểu cay mỏng mỏng lưỡi, cay cay kiểu ăn cay sống cháy ấy, thì các bạn hãy ăn thử cấp 7 một lần. Và ăn nó ở dạng thật nóng. Đúng.
nó cay, nó ngon, ngon từ sợi mì, vắt mì đến cả bên trong nước và đúng, cả làm topping luôn. Và cái độ cay của mì cấp 7 nó có thể khiến các bạn từ nay về sau không còn muốn ăn mì cay nữa luôn. Nhưng mà các bạn lại vẫn muốn ăn tiếp. Chào các bạn nhé. Bye bye, bye bye, chào các bạn, chào các bạn. Ờ, ok. Mười mười thôi mà anh đã muốn ăn hết cả ba người rồi. Không, cái này là của em. Mình điên rồi, phải review hai đứa để cùng ăn. Nhưng mà mày không ăn hết cái này mình đâu. Mình cho sốc, mình cho sốc. Thôi được, đấy, mày ăn hết đi. Em nhường anh kính lão đắp đỏ. Chúng ta cùng chia ngọt sẻ bùi nhé. Ui, cái red blood này nó đỏ quá, nó lồng cháy quá. Ừ, cái color này nó đỏ, nó red thật đấy. Anh không thể chơi được nó lần này. Wow. Cay. Sướng quá. Nó là sự tổng hòa hoàn mỹ giữa ngũ vị trên đời này. Cái mì này nó giàu chất béo hơn hai cái loại kia. Ừ. Bò mỹ này, ở trong này có bò mỹ này. Bò mỹ luôn á. Ừ. Ui. Miếng gì đây? Miếng xúc xích. Xúc xích. Đấy, thấy chưa? Còn đây là cái gì? Cái này lạc quá. Rau này là rau gì? Rau này là súp lơ. Lạc quá, em chưa thấy bao giờ. Quá ngon luôn. Đấy lại rồi. Ui, con to chưa? Ui, nó to quá. Nó to quá. Ui. Wow. Cái bát này topping nó nhiều hơn hẳn luôn ấy. Gắp mãi không được mì này. Để em gắp cho anh ít xúc xích. Ăn cái này là bổ lắm đấy. Ừ. Xúc xích đứt mặt. Ăn. Nó cay. Đồng cháy quá. Ăn miếng ớt nữa sao? Cây này nó là cây gì đâu, cây này là cây ngon. Cây này phải là cây măng hoàng em ạ. Tôi không thể chờ được nữa. Để ăn cả chú tôm này. Khoan, hãy để tôi. Được. Được. Ngon quá ư, em phải ăn mới được. Chi là phải ăn như này là phải ăn có cả nước thì nó mới chuẩn vị của mình nhá. Em muốn chia sẻ niềm vui này với anh Bùi Bay nó còn nhiều lắm. Đợi, anh ăn bát này đã rồi hãy sau đó hãy múc cho anh bát mới. Nó cay đầu hai. Tôi thấy hai loại mì kia chắc chắn là nó cay hơn rồi. À, cái độ hăng của nó nhiều hơn hẳn. Nó nhiều độ hăng lắm nhưng mà nó lại ngọt hơn cái mì của cấp 5. Tôi là người hảo ngọt nên tôi like thịt nó. Và tôi sẽ uống hết cái bát này ngay bây giờ. Uống bát còn được chứ? Hết rồi, bát em hết rồi. Nhưng bát to còn. Anh không cần phải nhắc. Tôi sẽ lấy hết số này ngay bây giờ. Dừng tay lại. Em muốn làm. Muốn đi làm sao? Chia cho em một ít thôi. Được. Hết rồi các bạn. Ăn đi không? Thì má ơi. Về cơ bản cái độ ngon của cái mì sashi này nó có một cái đặc điểm chung thì chính là nó luôn luôn có một tí bị ngọt ngọt ấy. Không biết là ngọt do rau củ hay là ngọt do cái gì nhưng mà ăn cái sợi mì nó ngọt lắm. So với các loại mì cay trước đây thì nó nhiều hơn, nó rất nhiều ấy. Mì sashi mày có một cái rất tuyệt vời. U quả là một trong những tập đoàn tiên phong mì cay tại Việt Nam. Ôi, mì này chỉ ngon quá, em không chịu được. Thôi mời mày. Mười! Đây là mì cay mức độ 5. Wow! Nó không nhất bao nhiêu nữa. Nó cay như thế này. Cay như cuộc tình của em ạ.